Chào mừng quý vị đến bản tin tóm tắt thị trường cho thuê quý 3 năm 2017. Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản Toronto, có tổng số 8.716 đơn vị cho thuê trong quý 3 năm 2017, giảm 4.7% so với quý 3 năm 2016. Có 9.150 đơn vị cho thuê. Giá cho thuê trung bình condo một phòng ngủ là 1.936 đồng, tăng 11.2% so với quý 3 năm 2016, với giá cho thuê trung bình là 1.777 đồng. Thị trường cho thuê condo apartment chi tiết như sau. Trong quý 3 năm 2017 có tổng số 11.574 đơn vị condo đưa ra thị trường, giảm 3.9% so với quý 3 năm 2016 là 12.040 đơn vị đưa ra thị trường. Bachelor có 316 đơn vị cho thuê, chi giá cho thuê trung bình là 1.672 đồng, tăng 12.3% so với quý 3 năm 2016 có 377 đơn vị cho thuê, chi giá cho thuê trung bình là 1.489 đồng. Condo một phòng ngủ có 4.850 đơn vị cho thuê, với giá cho thuê trung bình là 1.976 đồng, tăng 12.2% so với quý 3 năm 2016 có 5.256 đơn vị cho thuê, với giá cho thuê trung bình là 1.777 đồng. Condo 2 phòng ngủ có 3.350 đơn vị cho thuê, với giá cho thuê trung bình là 2.607, tăng 7.7% so với quý 3 năm 2016 có 3.328 đơn vị cho thuê, với giá trung bình là 2.420 đồng. Condo 3 phòng ngủ có 200 đơn vị cho thuê, với giá cho thuê trung bình là 3.234 đồng, tăng 5.7% so với quý 3 năm 2016 có 189 đơn vị cho thuê, với giá cho thuê trung bình là 3.058 đồng. Trong tổng số 8.716 đơn vị condo cho thuê trong quý 3 năm 2017, khu vực Toronto dẫn đầu với 7.026 giao dịch, với giá cho thuê trung bình condo một phòng ngủ là 2.032 đồng. Khu vực Toronto Central có 5.836 giao dịch, với giá cho thuê trung bình condo một phòng ngủ là 2.078 đồng. Khu vực Toronto West có 845 giao dịch, với giá cho thuê trung bình condo một phòng ngủ là 1.818 đồng. Khu vực Toronto East có 445 giao dịch, với giá cho thuê trung bình condo một phòng ngủ là 1.702 đồng. Khu vực Peel với 720 giao dịch, với giá cho thuê trung bình condo một phòng ngủ là 1.758 đồng. Giá cho thuê trung bình một phòng ngủ tại thành phố Brampton là 1.559 đồng với 33 giao dịch. Giá cho thuê trung bình condo một phòng ngủ tại thành phố Mississauga là 1.764 đồng với 687 giao dịch. Khu vực York với 769 giao dịch, với giá cho thuê trung bình condo một phòng ngủ là 1.686 đồng. Giá cho thuê trung bình condo một phòng ngủ tại thành phố Vaughan là 1.744 đồng với 165 giao dịch. Giá cho thuê trung bình condo một phòng ngủ tại thành phố Brisbane Hill là 1.715 đồng với 162 giao dịch. Tỷ lệ giao dịch cho thuê condo apartment trong vùng GTA được chia ra như sau. Toronto chiếm 34.7%, Peel chiếm 28.6%, York chiếm 26.9%, Houghton chiếm 18%, Durham chiếm 17.2%. Tỷ lệ vacancy condo apartment trong vùng GTA được chia ra như sau. Toronto chiếm 1%, Peel chiếm 1.3%, York chiếm 1.1%, Houghton chiếm 0.6%, Durham chiếm 0.4%.
nhu cầu cho thuê trong quý 3 năm 2017 tăng, số cung vẫn không đủ đáp ứng cho nhu cầu. Vì thế, giá cho thuê ngày một tăng lên. Dự đoán trong thời gian tới, giá cho thuê vẫn tiếp tục tăng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tóm tắt thị trường cho thuê quý 3 năm 2017. Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc vào trang nhà quanglam.ca để tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và cho thuê bất động sản. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kỳ tới.